nhưng trở về nhà bất hiếu với cha mẹ, người đó vẫn không phải là Phật tử. Những người nào dù không đi chùa, dù không lễ bái, dù không tụng kinh vì chưa biết, nhưng mà có hiểu về cha mẹ, người đó cũng là Phật tử. Do đó chúng tôi khẳng định rằng 80 triệu dân tộc Việt Nam chúng ta hấp thụ cái nền văn hóa của đất nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam chúng ta có một nền văn hóa, đó là nền văn hóa dân tộc. Có hiếu, có tình, có nghĩa, có thủy, có chung, đó là văn hóa của dân tộc. Nhờ vậy hấp thụ vào cái nền văn hóa của Phật giáo là một đạo hiếu, cho nên tạo cho dân tộc Việt Nam chúng ta trên 2000 năm là nền văn hóa Việt Phật. Nền văn hóa Việt Phật tạo cho người Phật tử Việt Nam chúng ta có một cuộc sống hết sức là tình, hết sức nghĩa, hết sức hiểu, hết sức trung. Vì vậy cho nên Đức Phật có dạy rất rõ: anh yêu nước tức là yêu Phật, trung thành về tổ quốc là trung thành về Phật. Nếu là Phật tử mà không yêu nước không phải là Phật tử. Nếu là Phật tử mà không trung thành về tổ quốc không phải là Phật tử. Nếu Phật tử mà không yêu thương đồng bào của mình không phải là Phật tử. Như vậy các Phật tử phải nhớ rằng yêu nước tức là yêu Phật, trung thành về tổ quốc là trung thành với Phật, cúng dường cha mẹ là cúng dường về Phật, yêu thương đồng bào tức là yêu thương Phật, ăn ở có tình có nghĩa về tất cả vạn loài là có tình có nghĩa với Phật. Như vậy tất cả mỗi một chúng ta đều là Phật, đều là những người biết phụng sự tổ quốc yêu thương của chúng ta. Vì vậy cho nên người có Phật, xin thưa cả Phật tử, phải ăn ở như thế nào cho thật là dễ thương. Tôi nói chuyện dễ thương ở đây có nghĩa là có hiểu về cha mẹ mới dễ thương, chứ bất hiểu không thương nổi. Yêu thương đồng bào mới thật là dễ thương, chứ không yêu thương đồng bào không thương nổi. Yêu thương mái đình cáo vuốt, mái chùa rêu phong, đó là yêu tổ quốc, đó mới thật là dễ thương. Biết thương cả em nhỏ, nâng đỡ nâng niu chúng nó, đó là hành động dễ thương. Tình có nghĩa về bạn bè chung thủy là dễ thương. Người Phật tử sống đúng với giáo lý của đạo Phật thì người Phật tử rất là dễ thương. Ở đây có người nào là không muốn người ta thương? Nhưng nếu mình không thương người, ai có thể thương được mình? Vậy cho nên muốn người thương mình, trước hết là mình phải biết thương người. Muốn trung thành với tổ quốc là phải thể hiện được cái tinh thần yêu nước, mới gọi là người con dân trung thành với tổ quốc. Vì vậy cho tôi lập biển thờ vua, xây lăng thờ mẹ, xây chùa thờ cha. Lập biển thờ vua là trung về nước, xây lăng thờ mẹ là hiểu bởi dân. Quý vị thấy dân tộc Việt Nam chúng ta nhắc đến một câu xây chùa không phải chỉ để thờ, vì chùa là có Phật rồi, cho nên người ta không nhắc đến xây chùa để thờ Phật mà xây chùa để thờ cha. Vậy thì chùa này, quý vị thấy cái chùa đó để thờ cha. Thờ cha tức là hiểu đạo, thờ ông thờ bà. Vì vậy cho nên đạo Phật, như thầy Sử Ngôn đã nói rõ ràng nhất, đạo Phật là đạo hiếu, cho nên mọi người phải là người con chỉ hiếu mới xứng danh là Phật tử. Cho tôi lập miếu thờ vua là thế. Rồi ruộng giáo xuống biển bắt cua, lên non gánh củi vào chùa nghe kinh. Ruộng giáo xuống biển bắt cua giải quyết đời sống kinh tế, rủ nhau vào non đống cùi giải quyết đời sống gia đình. Nhưng không phải chỉ có thế, tức là chỉ có ăn có mặc mà không có đời sống tâm linh thì không khác gì cầm thú. Vì vậy cho nên dân tộc Việt Nam chúng ta mới rủ nhau vào chùa để nghe kinh, mà nghe kinh để bỏ tối ra sáng, để nghe kinh để bỏ ác làm lành, nghe kinh để trau dồi trí tuệ, nghe kinh để trau dồi đạo đức. Như vậy ở đâu có đạo đức, ở đó có hạnh phúc. Ở đâu có hạnh phúc, ở đó có đạo đức. Đạo Phật trao cho một nhân loại một chìa khóa để mở cửa kho tàng hạnh phúc. Đạo Phật trao cho nhân loại một cái kho tàng hạnh phúc như thế, mà muốn có hạnh phúc thì phải ăn ở có đạo đức.
không có đạo đức không thể có hạnh phúc. Cho nên đạo đức là căn bản để xây dựng nhân phẩm của bản thân. Đạo đức là căn bản để xây dựng hạnh phúc gia đình. Đạo đức là căn bản để xây dựng một xã hội an vui. Đạo đức là căn bản để xây dựng một quốc gia hưng thịnh. Đạo đức là căn bản để xây dựng một thế giới hòa bình. Sở dĩ một thế giới không hòa bình là tại vì cả những nhà lãnh đạo trên thế giới họ sống có đạo đức. Họ mới tổ chức khủng bố, họ mới thành lập quân đội cho mạnh để lấn bờ lấn còi của các nước diệt tiêu. Họ mới chế đạn bom đạn cho nhiều để mà ăn hiếp người ta. Như vậy rõ ràng những nhà lãnh đạo trên thế giới không có đạo đức thì thế giới chiến tranh. Vì vậy cho nên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã khẳng định chỉ có đạo Phật mới đem đến hòa bình cho nhân loại, chỉ có đạo Phật mới đem đến an lạc cho nhân sinh, chỉ có đạo Phật mới theo kịp được, mới hướng dẫn được và đi được khoa học. Vì vậy cho nên hiện giờ toàn thể chúng ta may mắn được làm người Việt Nam là một cái hạnh phúc lớn lao. Tuy rằng đất nước Việt Nam chúng ta nhược tiểu, nước nhỏ, nhưng mà cái tinh thần oai hùng cuộc khởi của dân tộc Việt Nam thắng miên mông, thắng tất cả các cái giặc thù, giặc trong, giặc ngoài. Phải chăng nhờ cái tinh thần giáo lý của đạo Phật đã viết nên những trang sử oai hùng của đất nước? Đó là thời đại Đinh Lê Lý Trần, nhất là cái đất miền Bắc này của chúng ta. Chúng tôi khẳng định điều đó để thưa với toàn thể các Phật tử, khi lập nước Phật giáo đã đóng góp rồi. Bởi lẽ khi dựng nước thì đã có chùa Kiến Quốc, đã có chùa Lập Quốc rồi. Mà khi thể đất nước an bình thì cái ngôi chùa Kiến Quốc đó đã đổi thành chùa An Quốc. Và khi mà giặc Bắc Phương, giặc Tây Phương, bất cứ giặc nào do ngõ đến thì tổ tiên chúng ta lại đổi thành cái ngôi chùa Trấn Quốc. Vì quý vị thấy Kiến Quốc cũng có Phật giáo, An Quốc An Dân cũng có Phật giáo, mà chúng giặc ngoài xâm để bảo vệ đất nước cũng có Phật giáo. Cho nên ai đến tại thủ đô Hà Nội đều thấy chùa Trấn Quốc. Vậy Trấn Quốc là giữ nước, vậy Trấn Quốc là giữ nước thì rõ ràng Phật giáo đã giữ nước, đã dừng nước cùng với dân tộc Việt Nam chúng ta. Vì vậy cho nên mãi chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Chúng ta thấy nếp sống muôn đời của tổ tông tức là bảo vệ quê hương đất nước và biết duy trì nền móng của đạo đức. Một lần nữa tôi nhắc, tôi tâm đắc với lời phát biểu của đại diện chính quyền là thấy rõ rằng dân tộc Việt Nam chúng ta sống như thế đúng với tinh thần giáo lý của đạo Phật. Và Ngài đã khẳng định một cách rõ ràng rằng đạo Phật đã đóng góp để mà duy trì nền móng đạo đức của đất nước Việt Nam, đó là duy trì văn hóa. Quý vị nên nhớ rằng cái nền văn hóa Việt Phật là bảo vệ quê hương đất nước, mất văn hóa là mất nước như không. Vậy cho nên bảo vệ nền văn hóa Việt Phật tức là bảo vệ quê hương đất nước. Vì vậy cho nên cái ngôi chùa, các Phật tử suy nghĩ mà thấy cái gì mà nhắc đến chùa đều rất là rộng rãi, chùa rất là cởi mở, chùa rất là thanh thang, chùa rất là đẹp đẽ. Tiền mà ai tiêu cũng được là tiền chùa, cơm mà ai ăn cũng được là cơm chùa, xe mà ai đi cũng được là xe chùa. Quý vị thấy không? Thành do đó cái gì nhắc đến chữ chùa là rõ ràng của tất cả vạn loài, của tất cả mọi người. 80 triệu dân tộc Việt Nam chúng ta đều là Phật tử tất cả. Vậy ai có hiểu về cha mẹ là Phật tử? Tôi đi giảng khắp nơi, tôi qua ở Canada, qua Mỹ, qua Úc, tôi cũng khẳng định rằng mùa Vu Lan bảo hiểu ai có hiểu về cha mẹ người đó là Phật tử. Dù người đó là Thiên Chúa, dù người đó là Cao Đài là Hòa Hảo, nhưng họ có hiểu về cha mẹ thì họ là Phật tử. Vì bởi là ai có hiểu về cha mẹ là Phật tử mà. Thì bây giờ họ theo một tôn giáo nào họ dám tự nhận mình không phải là người bất hiểu hay không? Mà kẻ bất hiếu là trời không dung, đất không tha, mang phải một tội ác mà Đức Phật lên án là tội tần tùng, là tội bất hiếu. Vậy cho nên ai có hiểu về cha mẹ là có hiểu với Phật là thầy.
Chính vì vậy, cho nên thưa các Phật tử, chúng ta thấy rõ rằng chúng ta không phải trên trời rơi xuống, không phải dưới đất mọc lên, mà chúng ta có cha sinh mẹ đây. Có cha mẹ là có tổ tiên, có ông bà. Có ông bà có tổ tiên, tức là cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông. Uống nước mà không nhớ nguồn là kẻ vong ơn. Ăn trái mà không nhớ kẻ trồng cây là người bội nghĩa. Một con người mang lốt người mà vong ơn bội nghĩa. Cho nên tổ tiên chúng ta dạy kẻ đó là kẻ vô đạo. Ai mà ăn ở thất đức, người đó là người vô đạo. Mà đạo là gì? Đạo là con đường để hướng dẫn con người đến với đạo thiền, chứ không có gì cả. Cho nên đạo Phật đã dạy con người như thế, để giúp con người như thế, đã vạch ra một con đường hạnh phúc như thế để cho tất cả mọi người noi theo. Vì vậy cho nên không ai dám tự nhận mình là kẻ vô đạo đâu. Ít nhất ra anh không theo Phật, anh không theo Chúa, anh không theo bất cứ một tôn giáo nào, nhưng mà anh cũng biết đạo làm người. Đạo làm người tức là con người có đạo, con người biết đạo làm người đã đi đúng cái con đường mà có đạo. Vậy cho nên kẻ vô đạo là kẻ bất nhân, kẻ vô đạo là kẻ ác độc, kẻ vô đạo là kẻ không thể chấp nhận được trong một cái xã hội văn minh như xã hội Việt Nam chúng ta. Vậy cho nên tôi xin ân cần nhắc nhở quý vị, các em đã cài hoa hồng, các em đã cài hoa trắng. Hoa trắng, hoa hồng nó tượng trưng cho cái người mất mẹ hay còn mẹ mà thôi. Hoa trắng cài lên nhớ mẹ hiền, nói gương đại hiếu mục kiền liêng, hướng lên tam bảo thành tâm nguyện, cứu vớt song thân dạy đạo huyền. Ai mất mẹ thì cài hoa trắng, để thấy tên quả tim mình rung động vì mất mẹ. Đó là cái vô phước nhất về cuộc đời. Ai may mắn cài lên quả tim mình cánh hoa hồng, hoa hồng cài áo hạnh phúc thay, còn mẹ niềm vui thực trọn đầy. Thế giới kỳ quán không sánh kịp, quả tim hiền màu quốc trời mây. Quả tim của người mẹ cao hơn cả 9 tầng trời. Vì vậy cho nên mẹ già như chuỗi ba hương, như xôi nếp bột, như đường mía lau. Chuỗi ba hương dù ngon không con bằng tình mẹ, xôi nếp bột dù thơm không thơm bằng tình mẹ thương con. Đường mía lau dù ngọt không ngọt bằng tình mẫu từ thiêng liêng. Vì vậy cho nên thưa các Phật tử, tổ tiên chúng ta có câu thương con đứt từng khúc ruột. Đấy là những cái câu chuyện mà Đức Phật đã dạy trong Tam Tạng Kinh Điển. Một con vườn thôi, nó đang cho con bú. Người thợ săn đi săn suốt ngày không tìm được hươu nai. Trên đường trở về thấy con vườn mẹ bồng con vườn con cho bú. Ông ta mình này rất là ác tâm, không có thịt hươu thịt nai thì tạm thời dùng thịt vườn. Nếu là con vườn mẹ thì già rồi, thịt dai dai dở, bắn con vườn con. Cho nên ông ta mới lấy cung tên bắn, và quả nhiên thì mũi tên đâm đúng ngay con vườn con. Con vườn mẹ đâm bồng con vườn con cho bú, nhìn xuống người thợ răng thấy đứa con mình chỉ hét lên một cái thì đứa con nhà vũ con vườn mẹ rồi rơi xuống. Con vườn mẹ đau đớn khổ sở, nhìn con thì thương tiếc, mà nhìn người thợ săn thì hận thù. Con vườn mẹ nhảy xuống bồng ấm thân thể con vườn con, và con vườn mẹ cũng lăn đùng ra chết. Người thợ săn ngạc nhiên không hiểu lý do nào mà như thế, cho nên mới tìm hiểu vạch lông tìm vết, không bị thương bị tích chi cả, mà tự nhiên con vườn mẹ chết. Con vườn con chết đã đành vì trúng tên. Thế là ông ta mình mồ ruột tìm ra cái nguyên nhân tại sao con vườn mẹ chết. Thì hỡi ôi, con vườn mẹ, trong ruột con vườn mẹ đã đứt ra từng khúc, và con vườn mẹ vì thương con quá cho nên đứt ra thành 9 khúc. Từ đó mới có câu tục ngữ là thương con đứt từng khúc ruột, hay là ruột đứt 9 khúc là thế. Vậy thì một con vườn mà thương con chết để đứt từng khúc ruột mà chạy theo con, huống gì là con người. Vậy cho nên những ai mà có hiểu về cha mẹ thì nên nhớ, nhất là những người con gái mà khi nằm trên bàn
để mình sinh nở, mình cảm nhận được cái nỗi đau khi sinh con. Lúc bấy giờ hai hàng nước mắt tuôn rơi để thấy rằng mẹ mình sinh mình ra cũng đau đớn như thế. Vậy cho nên Đức Phật dạy dỗ con người của chúng ta phải cố gắng có hiểu về cha mẹ, ăn ở như thế nào để cho cha mẹ đừng buồn. Người cha cũng thế. Thuở còn nhỏ, tôi mới 90 tuổi, thầy giáo đã dạy cái câu chuyện có một người con nuôi cha già. Người con đã 6-70 tuổi, người cha đã trên 90 tuổi. Một lần ăn thì cơm rơi, một lần bưng tô thì tô rớt, một lần cầm chén thì chén đổ. Vì vậy cho nên người vợ mới cằn nhằn, ông ta mới cảm thấy buồn, nuôi cha già, cha tay run rẩy, cầm chén chén vợ, cầm tô tô rơi. Do đó mà ông ta mới ra lượm một cây gậu dừa vào cào, vào gột để làm chén. Đứa con 4-5 tuổi, 6-7 tuổi đi học về thơ ngay hỏi: thưa ba, ba làm cái gì đó? Người cha nội con không thể sao, ông nội của con một lần ăn như vậy tô rơi chén rớt, mẹ con thì phàn nàn, cho nên ba làm cái gậu dừa này để cho ông nội con làm thì chén, nếu cụ rớt nữa thì nó cũng vỡ, mà nó cụ vỡ chăng nữa thì kiếm cái cả khúc tiết. Đơn giản như thế. Hôm sau đứa con đi học về, nó cũng đến cái thùng rác, nó cũng lượm một cái gậu dừa, nó cũng về nó cào, nó gọt. Ông cha hỏi cho con cào cái gậu dừa làm gì, thì đứa con cũng thơ ngay trả lời cách vô tư: thưa ba, hôm qua ba gọt cái gậu dừa để cho ông nội làm chén để ăn cơm, con gọt cái gậu dừa này để sau này cha già như vậy ba cũng ăn cơm cái gậu dừa này thay chén. Người cha bừng tỉnh, thấy rõ ràng nhân quả hiện hiện. Mình xử sự với cha mình như thế, con mình nó còn nhỏ, nó cũng đã tạo một cái quả báo, nó cũng gọt cái gậu dừa cho cha mình ăn thể trẻ. Như vậy đó, luật nhân quả của Phật giáo rành rành trước mắt. Trồng ớt thì phải ăn cay, trồng chanh thì phải ăn chua, trồng cam mới ăn ngọt. Mùa Vu Lan báo hiệu trở về trên đất nước Việt Nam thân yêu. 80 triệu dân tộc Việt Nam chúng ta hưởng ứng ngày lễ Vu Lan, tức là hưởng ứng nền văn hóa Việt Phật. Chúc quý vị an lạc trong lào quang chư Phật. Buổi lễ cài hoa hồng Vu Lan báo hiếu tưởng nhớ cha mẹ hôm nay đến đây đã kết thúc viên mãn, và giờ này chúng con xin nhất tâm kiền thỉnh trên hòa thượng chứng minh và chư tôn thiền đức tăng khởi thân. Xin mời toàn thể đạo tràng đồng đứng dậy hồi hướng bế mạc. Chúng con xin cung thỉnh hòa thượng chứng minh khởi xướng. Chúng sanh vô thiên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng